Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Đại biểu Quốc hội Lào Cai đóng góp vào dự án luật Công an nhân dân. Bảo Thắng tạo sự đột phá trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân tại các nhà máy sản xuất công nghiệp. Hai đơn vị đầu tiên của Việt Nam được trao chứng nhận đạt trung hòa carbon. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chiều qua ngày 27 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về sửa đổi bổ sung một số dự án luật. Hai đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tham gia góp ý trực tiếp vào dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Mở đầu phiên thảo luận ở tổ, đại biểu tỉnh Lào Cai Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, cũng như các mức tăng hạn tuổi như dự thảo luật, vì vừa bảo đảm phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ Luật Lao động năm 2019. Cũng tại phiên thảo luận ở tổ, đại biểu Dung A Lành, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu không sửa đổi bổ sung khoản 1 mà bổ sung khoản 4 về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc nhằm phù hợp với luật Công an nhân dân năm 2018. Trong cái dự thảo, chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích tổng kết xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học công tác, học tập để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn. Như vậy thì theo những dự thảo thì giao cho chính phủ quy định chi tiết để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng bổ sung tại cái khoản 1. Tôi đề nghị là thay vì bổ sung vào khoản 1 điều 23 mà thêm một cái khoản, đó là khoản 4 để quy định về nội dung này. Sau cái khoản 3 của điều 23 cho nó đảm bảo cái tính bao hàm của cái điều khoản cho cái nội dung tại điều 23. Ngày mai 29 tháng 5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Công trình được khánh thành là nhà hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 và hoàn thành vào ngày 5 tháng 5 năm 2023. Tổng giá trị đầu tư là hơn 3,6 tỷ đồng. Công trình được trang bị thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng đầy đủ hiện đại. Công trình hoàn thành sẽ đảm bảo phục vụ tốt việc tổ chức hội thảo, hội nghị, các hoạt động tập thể, đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của công ty. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể Tập đoàn Nam Tiến và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng công trình chào mừng đại hội. Thực hiện nghị quyết 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, huyện Bảo Thắng đã cụ thể bằng các chương trình phát triển nông nghiệp phù hợp, từ đó tạo ra những đổi thay căn bản trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trong huyện. Bảo Thắng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là thu hút đầu tư vào chế biến nông lâm sản, phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện, xây dựng các sản phẩm OCOP. Huyện cũng đã quy hoạch phát triển thêm một số vùng trồng rau màu an toàn. Tại xã Gia Phú, hiện đã có vùng rau 40 hectare, trong đó một nửa là rau an toàn. Mỗi ngày đạt sản lượng từ 8 đến 10 tấn rau. Riêng 3 hectare chuyển đổi từ đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng rau, được hỗ trợ làm dàn lưới cột bê tông. Bà con trồng thành công đậu đỗ, dưa chuột, liên kết với doanh nghiệp. Cái dưa này nó làm hiệu quả cao, và đặc biệt đó là công ty thực thu mua thì bà con nhân dân nông thôn cũng yên tâm một phần nào là về cái sản phẩm là mình đầu ra, thì không phải lo lắng nữa. Thôn Khởi Khe chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, nhờ trồng quế, nuôi cá, 80% hộ dân trong thôn đã xây được nhà ở khang trang, trên 30% hộ có ô tô. Từ thực tế này, theo nghị quyết số 10,
Phong Hải đã quyết định chọn cây quế, con cá và cây chè là cây trồng vật nuôi chủ lực, nhưng sẽ phát triển theo hướng chất lượng hiệu quả. Để hình thành các cái tổ nhóm là chăn nuôi là theo cái khu vực ở trên vùng cao ấy để chăn nuôi cái con lợn bản địa, con gà đen và một số khác cho phù hợp. Nghị quyết 10 đã tác động rất lớn và toàn diện đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Bảo Thắng, hình thành rõ nét các vùng sản xuất thâm canh với 6 sản phẩm hàng hóa đặc trưng: bưởi Múc, na Xuân Quang, quế, cá chép lai, gà vườn đồi, đào cảnh Xuân Quang. Toàn huyện cũng đã có 30 sản phẩm OCOP. Năm 2023 thì trọng tâm về thực hiện nghị quyết 10 của huyện thì chúng tôi vẫn bám vào 3 cái mục tiêu chính mà đã đề ra trong chương trình hành động. Đấy là thứ nhất là thu hút các nhà đầu tư. Thì ngoài các cái nhà đầu tư hiện nay đang đầu tư trên địa bàn thì huyện Bảo Thắng tiếp tục đề xuất các cái cụm công nghiệp và một số cái vị trí khác để báo cáo với tỉnh cho cơ chế cụ thể và chúng tôi tiếp tục thu hút đầu tư. Những kết quả đạt được từ nghị quyết số 10 đã và đang tạo đà, động lực và khí thế mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp Bảo Thắng. Trong tương lai không xa, khi hình thành rõ nét những vùng sản xuất hàng hóa lớn, nông dân Bảo Thắng có thể làm giàu từ nông nghiệp. Tiếp tục chương trình là những thông tin thị trường về một số loại dịch vụ ô tô xe máy phổ biến hiện nay. Xe máy là phương tiện di chuyển phổ biến, vì vậy nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng cũng rất nhiều. Các dịch vụ có giá như sau: vá xăng từ 15 đến 30.000 đồng tùy loại xăng, thay buji, dây công tơ mét, dây ga giá từ 60 đến 120.000 đồng, thay dầu xe từ 80 đến 120.000 đồng tùy từng loại. Lượng ô tô cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng rất lớn, vì thế dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô cũng nở rộ. Cơ bản, các cơ sở dịch vụ có mức giá tương đương nhau, rửa xe từ 50 đến 70.000 đồng một lần, thay nước mát 100.000 đồng, thay lọc gió 50.000 đồng, thay buji động cơ 4 máy 200.000 đồng, thay buji động cơ 6 đến 8 máy giá 300.000 đồng. Ngoài ra còn rất nhiều chi phí sửa chữa, bảo dưỡng khác, chi phí từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng. Nhu cầu rửa ô tô xe máy hiện nay cũng rất lớn, các điểm rửa xe giá thành không quá cao, giúp người dân thuận tiện, tiết kiệm được thời gian và công sức. Hiện giá rửa một chiếc xe máy là 15 đến 20.000 đồng, ô tô khoảng từ 50 đến 70.000 đồng. Vệ sinh nội thất ô tô chi phí cao hơn, từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy loại xe. Thưa quý vị và các bạn, Sở Du lịch đang tổ chức chương trình khảo sát, tuyên truyền, quảng bá tài nguyên sản phẩm du lịch tại ba huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Simacai từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5. Đoàn khảo sát có sự tham gia của 70 đơn vị truyền thông và lữ hành trên cả nước. Các đơn vị sẽ khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với bản sắc văn hóa địa phương tại xã Nghĩa Đô và Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, xã Bản Liền, xã Tả Văn Chư và xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, chợ phiên Cán Cấu, huyện Simacai. Thông qua chương trình sẽ mở ra những cơ hội cho du lịch Lào Cai, đưa hình ảnh du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của cộng đồng dân cư vùng cao Lào Cai đến gần hơn với du khách thông qua đơn vị lữ hành và truyền thông, từ đó cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và tăng thu du lịch cho địa phương. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang quản lý tổng dư nợ hơn 980 tỷ đồng với 18.190 hộ vay. Hội nông dân cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho vay vốn qua tổ chức hội theo Nghị định 55 và Nghị định 116 của Chính phủ. Tổng dư nợ đạt trên 1.505 tỷ đồng với hơn 12.200 hộ vay vốn. Tiếp tục duy trì và phát triển 51 mô hình nhóm hộ nông dân liên kết thực hiện dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Hội nông dân các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, chú trọng cho vay đối với các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh chuyển đổi số có nhiều sáng kiến cải thiện kỹ thuật, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động. Đó là mục tiêu của các nhà máy sản xuất công nghiệp hướng tới. Cũng từ đó, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Vận hành nhà máy thủy điện, công nhân làm việc trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn, dễ xảy ra cháy nổ, tiềm ẩn nguy cơ mưa lũ. Để nâng cao chỉ số an toàn lao động, ngoài việc nâng cao ý thức cho từng công nhân, nhà máy thủy điện Ngòi Phát nỗ lực cải thiện môi trường làm việc bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển đổi số giám sát thời gian thực của các tổ máy,
cái việc này là sẽ có đáp ứng được cho cái công tác quản lý, đảm bảo theo giám sát theo dõi thiết bị vận hành từ xa, tăng cái tính an toàn thiết bị. Công nhân vận hành sẽ ít phải tiếp xúc với các cái thiết bị có tính nguy hiểm cao. Cùng với tăng cường tập huấn luyện về an toàn lao động, các nhà máy công nghiệp đã áp dụng công nghệ nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Nhiều dây chuyền sản xuất được đầu tư nâng cấp, tự động hóa. Đầu tư trang bị thêm một số hệ thống như hệ thống băng tải, hỗ trợ việc bốc xếp bao, hệ thống xe nâng để vận chuyển bao với mọi giá. Rồi là một số cái khu vực mà nó phát sinh khí bụi thì cũng đã trang bị thêm một số hệ thống nâng cao, hệ thống gọi là hệ thống để cải thiện nó, ví dụ như là quạt, ví dụ là hệ thống thu khí. Hiện toàn tỉnh có trên 6.000 công nhân đang làm việc tại các nhà máy sản xuất công nghiệp với mức thu nhập trung bình 11 triệu đồng một người một tháng. Làm việc trong điều kiện ngày một tốt hơn, cán bộ công nhân đã phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đã ý thức được rằng cần phải có cái thực hiện tốt cái phòng ngừa về mất nguy cơ mất an toàn lao động. Vì vậy, trong những năm qua thì số tai nạn lao động đã giảm, số người bị tai nạn lao động nặng cũng đã giảm. Đấy là cái điều hết sức phấn khởi. Tháng công nhân năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Tỉnh Lào Cai mong muốn sẽ thúc đẩy sự quan tâm trong công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa. Tiếp theo chương trình, thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới tăng mạnh. Hàn Quốc đề xuất mức phạt nặng đối tượng mở cửa máy bay. Hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe ô tô bị xử phạt với các mức phạt được áp dụng tại Nghị định 100 và Nghị định 123 của Chính phủ, cụ thể như sau. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe không đủ đèn soi biển số. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe, kể cả rơ móc và semi rơ móc, không gắn biển số, đối với loại xe có quy định phải gắn biển số. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe. Gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, kể cả rơ móc và semi rơ móc. Không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn dán thêm, làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển, kể cả rơ móc và semi rơ móc. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài mới trong 5 tháng đạt 5,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 10,86 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể có 962 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,26 tỷ đô la Mỹ và 1.278 giao dịch góp vốn mua cổ phần, tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,32 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,64 tỷ đô la Mỹ, chiếm 61,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong 5 tháng đầu năm, có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Dừa sáp hay còn gọi là dừa kem, dừa đặc ruột là đặc sản của tỉnh Trà Vinh, có giá bán cao gấp nhiều lần dừa thường, khoảng 200.000 đồng một quả, nhưng khách hàng vẫn đặt mua nhiều. Tên gọi cũng thể hiện rõ đặc điểm của loại dừa này với phần cơm dừa dày, đặc ruột, dẻo và hương vị béo mềm hơn so với dừa thường. Do đột biến gen hoặc điều kiện khí hậu cũng như thổ nhưỡng của vùng đất Trà Vinh tạo nên giống dừa sáp lạ. Dừa sáp là một đặc sản chỉ có ở Trà Vinh, chính vì không thể nhân giống ở nhiều khu vực khác, tính đặc trưng đó cũng là một trong những điều kiện khiến giá thành dừa sáp khá đắt. Điểm đặc biệt của loại dừa này là khá hiếm, mỗi buồng dừa chỉ cho khoảng từ 2 đến 3 trái dừa sáp, nên số lượng thường không đủ để cung ứng ra thị trường. Nhà máy sữa Nghệ An và trang trại bò sữa Nghệ An của công ty cổ phần Vinamilk là hai đơn vị đầu tiên được các tổ chức đánh giá độc lập của quốc tế trao chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060.
Kết quả khẳng định sự tiên phong của doanh nghiệp về phát triển bền vững, hướng tới cam kết của chính phủ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nhà máy sữa Vinamilk tại Nghệ An, chất thải, nước thải qua hệ thống xử lý bằng công nghệ đốt khí mê tan để giảm khí thải nhà kính. Kết quả, nước thải ra được đưa vào hồ sinh học để nuôi cá koi. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống chiếu sáng ở đây được sử dụng năng lượng mặt trời. Điều này giúp cho tổng lượng phát thải khí nhà kính tại nhà máy trong một năm đã trung hòa là 17,560 tấn CO2, tương đương 1,7 triệu cây xanh. Thì chúng tôi phải duy trì, chăm sóc nó để đảm bảo rằng là những cái cánh rừng đấy nó hấp thụ được những cái carbon để bù cho những cái phát thải trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinamilk. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải bắt đầu tìm kiếm những cái giải pháp tiết kiệm năng lượng hơn, sử dụng những cái nguồn năng lượng tái tạo khác. Tới thời điểm hiện nay thì chỉ có nhà máy của mình ở đây thì được bia sai kiểm tra thẩm định để chứng minh trung hòa carbon, thì xem như là nhà máy là đơn vị đầu tiên mà BSI thẩm tra ở Việt Nam của mình. Từ năm 2012, đơn vị đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế. Đến nay, trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, phát triển bền vững đã trở thành một trong 4 mũi nhọn chiến lược của Vinamilk. Cái quá trình doanh nghiệp áp dụng những thực hành kinh doanh có trách nhiệm và bền vững tại doanh nghiệp thì sẽ lan tỏa và có tác động lâu dài trong việc phát triển về kinh tế, môi trường cũng như là xã hội, và từ đó có thể định hình về cái xu hướng tiêu dùng bền vững. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới net zero trong ngành sữa là một thách thức, đặc biệt với các trang trại bò sữa có quy mô lớn. Mục tiêu này đòi hỏi việc đầu tư cho các giải pháp công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, vận dụng kinh tế tuần hoàn một cách toàn diện. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu mới đây, Đại sứ Mỹ tại ASEAN khẳng định Washington ủng hộ các nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Đại sứ Mỹ tại ASEAN, Đông Nam Á là khu vực quan trọng và năng động, đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Do đó, Mỹ sẽ luôn hợp tác với ASEAN và thông qua ASEAN để tạo ra khu vực hòa bình, thịnh vượng và ổn định. Ông cũng khẳng định quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN dựa trên các giá trị và nguyên tắc chung như hệ thống luật pháp, hiệp định và quy định quốc tế, cũng như bảo vệ chủ quyền của các quốc gia. Theo ông, Mỹ mong muốn hợp tác với ASEAN để thúc đẩy, bảo vệ và tăng cường hệ thống luật pháp, thỏa thuận và nguyên tắc quốc tế dựa trên luật lệ đó. Pháp và Hà Lan đã ký kết thỏa thuận lịch sử phân định biên giới giữa hai nước trên đảo Saint Martin ở khu vực Caribe. Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận thỏa thuận lịch sử sẽ tạo điều kiện cho tiến trình tái thiết hòn đảo, vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau siêu bão Irma hồi năm 2017. Cụ thể, thỏa thuận duy trì nguyên tắc tự do di chuyển hàng hóa và con người được thiết lập bởi Hiệp định Concordia ngày 23 tháng 3 năm 1648, đồng thời thành lập một ủy ban giám sát chung chịu trách nhiệm giám sát và duy trì biên giới. Thông cáo cũng khẳng định thỏa thuận cho thấy quan hệ hữu hảo giữa Pháp và Hà Lan, cũng như mong muốn củng cố sự hợp tác tin cậy giữa hai nước trên đảo Saint Martin. Một ngày sau vụ một hành khách mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang ở độ cao 213 mét, ngày 27 tháng 5, cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị mức phạt nặng do vi phạm luật an toàn hàng không. Với cáo buộc này, bị can có thể phải đối mặt với mức án tới 10 năm tù giam. Cụ thể, cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ một người đàn ông tên Lee với cáo buộc vi phạm luật an toàn hàng không, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của trường hợp này và nguy cơ đối với chuyến bay. Khi thẩm vấn, ông Lee đã khai với cảnh sát rằng lúc đó ông muốn nhảy ra khỏi máy bay vì thấy ngột ngạt. Ông cũng cho biết bản thân đang bị trầm cảm sau bị thôi việc. Vụ việc đã khiến 12 người gặp triệu chứng khó thở và một số người phải nhập viện sau đó. Rất may chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Ai Cập đã khai quật thành công các khu ướp xác cùng hai ngôi mộ tại khu an táng cổ Saqqara. Phát hiện này cùng hàng loạt di tích mới được tìm thấy trước đó được đánh giá có thể giúp hồi sinh ngành du lịch thiết yếu với nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này.
người đứng đầu hội đồng tối cao về cổ vật của Ai Cập cho biết, hai khu ướp xác lớn vừa được khai quật lần lượt có niên đại từ vương triều thứ 30 của Ai Cập 380 đến 343 trước Công nguyên và vương quốc Ptolemy 305 đến 30 trước Công nguyên. Khu vực này bao gồm nhiều cổ vật có giá trị cũng như các nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình ướp xác. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện hai ngôi mộ nhỏ có niên đại lần lượt là 4.400 và 3.400 năm của hai tu sĩ nổi tiếng, với nhiều hình khắc trong mộ có thể giúp thu thập nhiều thông tin hữu ích về đời sống Ai Cập cổ đại. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 28 tháng 5 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết về các địa phương trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.